rồi. Với lại một cái bộ chống trộm Hyperdome. Cái đó thì cái nguyên tắc nó chống trộm như thế nào nó cũng giống như qua cái Smart Key vậy anh em. Nó như này xi nhan nè. Chuyển không? Đó xi nhan bên phải nè. Đó. Ok. Hello nè. Rồi anh em mới đến với một góc của mình. Mình là mấy cái kênh số 29 các bạn. Lâu lắm rồi mình mới thấy được một cái con xe AB mà chọn theo cái phong cách touring ấy. Và cái con xe này lần đầu tiên là mình cũng mừng luôn. Thì mình mừng những cái thứ mà gọi là lóc cóc lên keng thôi. Còn đa phần là chủ xe người ta cũng có dọn những cái option gọi là tương đối rồi. Nhưng mà qua thì trước khi của em qua, của em nhắn tin nhiều khi cũng nghe mình cũng ngại, nó kêu bên anh thấy toàn làm xe lớn không mà không biết mấy cái xe nhỏ nhỏ làm rẻ tiền thì có làm hay không. Thì mấy bạn cũng thông cảm giúp mình, cũng phải tùy theo thời điểm và tùy theo cái phân khúc mà các bạn cần làm cái gì nữa. Thí dụ trong cái khoảng thời gian đó mà mình cảm thấy thời gian mình có thể thảnh thơi, mình có thể set up được cái con xe đó nó quýnh thời gian nhanh thì mình sẽ mừng cho anh em. Còn cái mảng thời gian mà ví dụ cái hàng mình nó quá đông, hoặc là mấy bạn cứ đánh một bài toán kinh tế nhẹ nhàng, có nghĩa là cái lượng xe mấy bạn nó đang khoảng chờ khoảng tầm 20-30 chiếc mà có một cái con xe vô kêu mấy bạn làm những thứ như nhậm cánh gà rồi gắn công tắc này rồi nọ, nó xé thời gian mấy bạn ra hết nửa ngày, mà trong đó kinh tế mấy bạn chỉ có lời trong cái tiền đó khoảng tầm 100-200, trong khi những cái xe kia nó đang chờ mấy bạn để giao xe, mấy bạn có kinh tế nó lời hơn gấp 10-20 lần để bạn sẽ chọn cái nào. Nhiều khi anh em kêu là này nọ nó kia, nhưng mà thực tế khi như nào mà anh em bước ra đời, mấy anh em kinh doanh, mấy anh em chịu tiền mặt bằng, mấy anh em trả tiền công thợ, mấy anh em trả tiền marketing rồi các thứ, thì mình sẽ hiểu nên làm cái gì và không nên làm cái gì. À, rồi thì con xe này là con xe AB chọn theo phong cách touring. Cái này là của G-Bus anh em. Cái này là khuôn xét của nó bao gồm là cái mặt nạ với lại khuôn kiếp của cái thằng kính gió. Cái này như nó kéo lên kéo xuống được không ạ? Đúng rồi. Mày mở ra. Kéo ra hai bên thôi. Không giật ra hai bên, đúng rồi. Được không? Thì đa phần chủ yếu mấy bạn nên biết là cái này gắn chủ yếu là nhìn cho nó thời thượng, nhìn cho nó hầm hố thôi. Chứ nó không có kính, nó không có che gió đâu nha anh em. Bớt giỡn đi. Tại vì một cái con xe mà các bạn muốn che gió ít nhất là cái kiến này nó phải ít nhất là phải giữa lỗ mũi hoặc là ngang tầm mắt của mình. Khi mà gió nó thổi vô thì nó tạt qua cái đầu thì ok, thấy không? Còn cái này nó nằm ngay ngực. Mà ví dụ gió mà nó tạt nó ngang qua nó hút vô mặt mình luôn, không? Hai cái giường phái nó khác nhau. Cái này chủ yếu là gắn cái con xe nhìn cho nó hầm hố, rồi nhìn cho nó xe nó đầy đặn thôi, cho nó phong cách đồ touring tí xíu. Chứ còn mà mấy bạn kiểu này là gắn vô đỡ quạt gió là không có đâu, quên đi. Nhiều khi đi nó còn bạc hơn nữa các bạn. Trước mắt là cái bộ này không là tại lắm, mấy bạn cân cũng phải là trên 1 kg rồi, là nó làm nặng cái xe của các bạn lên tí xíu rồi, không? Cái bộ này của G-Bus nha. Bộ này thì nếu mà new thì nó khoảng tầm 1-2 triệu. Kéo này ra, đẩy xuống. Nhìn hiện đại ha. Này do mốt mình mua mình chế cho chiếc bê xếp quá. Đây, còn có dàn chân. Dàn chân thì vẫn là đi cái mâm zin, nhưng mà mình set up lại cho cô em đó. Hiện tại đang đi cái dĩa của thị quận 6, cái dĩa 260. Ốc là ốc Salaya. Thì dĩa 260 này mình, tất cả những cái dĩa 260 mà đi theo con heo 4 bít nè, heo 2 bít thì ở ngoài thị trường người ta sẽ có bát sẵn đó nè. Nó sẽ rẻ thì bát thì tùy nhiều dạng lắm. Ví dụ mấy bạn đi bát chợ canh không có chuẩn, hoặc là cái chất liệu nhôm nó không ok, nó có vài trăm ngàn thôi. Nhưng cái bát này là bát CNC nguyên khối. À, này mình sử dụng bằng nhôm 7 và mình anode đen rồi. Một cái bát rời giống vậy mình sẽ chạy CNC mất thời gian khoảng tầm 4 ngày thì giá tiền nó đâu đó nó khoảng tầm gần 2 triệu cho một cái bát CNC giống vậy. Anh chủ xe ảnh có nói mình là anh làm sao mà chạy CNC xong rồi anh sao mà quay cái bánh xe mà nó quay hoài trong vòng 1-2 phút vậy đó. Thực tế mà nói mình cũng nói thẳng luôn là mình làm không có nổi các bạn. Cái đó phải chim canh long đờn đồ củ thứ đồ nhiều thấy nó chuẩn lắm. Như cái này thì chủ yếu là mình chạy bát CNC canh sao mà nó nằm ngay tâm hai cái bố, mà khi mà mình dở cái bánh lên mình quay xe nó nhẹ nhàng là được rồi. Còn anh chủ xe mà anh đòi quay mà giống như mấy bạn trên TikTok á, quay xong rồi buông ra cái uống hết ly cà phê, hút hết hai điếu thuốc xong rồi cái bánh nó mới ngừng, mình làm không nổi, chết mình luôn. Ăn lời cái bát được có 2-3 xị mà vô là canh thấy gọi đó bệnh liền. Rồi nặng nó như này nè. À,
thì nói chung là nó cỡ này là mình cảm thấy là nó nhẹ lắm rồi anh em, chứ không thể nào mà nhẹ hơn nữa. À, rồi heo thì đang sử dụng là heo của BMW S1000RR, heo này là màu đồng. À, nó hình như của BMW thì nó có ba dòng được, một màu vàng, một màu xám, một màu đồng với lại một màu đen, thì tùy theo nó là dòng trên xe gì thôi. Hình như trên BMW là trên dòng xe Lexus thì nó sẽ là màu đen, rồi trên Sportbike là nó sẽ là màu vàng, còn cái dòng màu xám là nó sẽ trên những cái dòng Avenger nữa. À, dây dầu anh đang sử dụng là dây dầu heo với lại đầu inox trên dưới. Ở đây là nó xài một cái ngắt dầu. À, mình mới rửa xe chứ không phải dầu chả nha anh em. Này thì mình giới thiệu quá nhiều anh em rồi, các bạn đẩy xuống cái là kéo ra thôi, nhưng mà làm vậy chi màu mèo quá à. Thì full cái set này anh chủ sẽ đem qua mình gắn giùm. Full set này là từ ở trên cái cầm xuống thì loanh quanh nó khoảng tầm 1.2 triệu nè, cộng dây luôn cái này, nguyên set này. Thì cái dĩa với lại dây dầu con heo là chủ xe đem qua, mình chủ yếu là mình chạy bát xin si thôi. Thì cộng dây dầu này ngoài thị trường bán khoảng tầm 1.2 triệu. Con heo này nếu mà mấy bạn mà mua con heo mà nó đẹp giống như hình á, không xước không chày gì hết, thì nó rơi vào cái giá loanh quanh nó khoảng tầm từ 3 triệu cho tới 3.5 triệu là hiện trạng đẹp khen nha. Tại vì con heo viên trên BMW với lại con heo viên trên Ducati Rambler hoặc là Monster nó không có giá nè. Mấy con K50 rồi nó không có giá. Nó có giá chỉ có những cái con heo Rambo như M50 hoặc là G4RS hoặc là những cái con như M4 trên CBR1000 thì nó có giá. Chứ những cái con mà giống như K50 hoặc là heo chứ 100 mà mẫu giống vậy nè thì nó không có giá lắm. Một cặp của nó nếu mà anh em đấu giá về hoặc là anh em mua ở đây maximum mà hàng đẹp kê luôn nó khoảng tầm 6 triệu tới 6.5 triệu là dữ lắm rồi ha. Rồi xét dàn chân thì nhìn nó cũng cứng cáp có mặt trời. Rồi về phần di động bàn thờ thì con xe này là nhìn thường thường mấy bạn mà đi touring thì các bạn sẽ trang bị nhiều nhất là cái gì, cái thứ nhất chắc cú không thể thiếu là nó là một cái giá đỡ điện thoại. Cái loại này là chống rung cũng tốt lắm nè, nghe mấy anh TikToker cũng review cái này. Mình chưa có chiếc xe nào mình được gắn mấy cái giá đỡ điện thoại, tự vì mình ít đi tour với lại cũng ít gắn kiến luôn. Xe mình chủ yếu là mình chỉ được chạy được rồi, mình không còn biết là mình đi đâu, chỉ cần biết được chạy ra đường là lúc đó mình bấm định vị mình tới nơi bỏ trong túi. À, cái cặp đèn là đang sử dụng là cặp đèn luôn là 7. Cái này mà full set full mặt đồ hết luôn thì lên quanh nó khoảng tầm hơn 4 triệu tí xíu, nếu mà luôn công đấu điện đồ hết luôn khoảng ngoài 4 triệu tí xíu. Cặp kính là đang sử dụng là cặp kính Elite 11 à, cái hàng này là nếu mà anh em nào mà ngáo ngáo mà mới bước vô du nhập vô làng chơi xe Việt Nam là như mấy này anh em không biết đó, là tưởng đồ riêu không nha. Nhưng thì nó không phải đồ riêu nha, nó hàng 11 thôi nhưng mà nó vẫn là bằng nhôm nha, nhìn cực kỳ đẹp luôn anh em. Mà cái ác chiến nhất ở trên cái này là khi mà các bạn mua một cái bên trái á, nó rẻ nè, mua một cái bên trái nó chỉ lên quanh nó khoảng tầm 200 mấy thôi, nhưng mà các bạn mua một cặp á, cái bên phải là ít ai bán lắm, các bạn mua cái bên phải một cặp thì nó khoảng tầm 700-800, nó ác chỗ đó. Ừ, cái này đang gắn một cặp Elite, cái kiến nó màu vàng cho nó hợp với lại cái style của cái chụp Lubu. Cặp này là khoảng tầm 700-800. Cùm côn mình đang sử dụng là cái cùm côn sĩ lưu em cũ, cùm này có 1.000.000 thôi nè, còn ví dụ mà đẹp như mới luôn mà nó chưa bị ố màu rồi cái thứ thì nó rơi vào khoảng tầm 2.000.000-2.1 triệu là đẹp như mới. Còn cùm new thì đâu đó nó khoảng tầm 2.7 triệu tay dài. Cái này mình gắn tay cũ, bữa mình tính ảnh như 1.7 triệu-1.8 triệu mà mất tiêu rồi. Còn cái cùm thắng thì ảnh yêu cầu là gắn cho ảnh một cái cùm thắng Racing Boy 17 mà kiếm đầu lướt nữa, nhưng mà mình kiếm hoài kiếm không ra sao thì vợ anh cho thêm tiền thấy tội quá, mấy ngày không ăn không uống gì hết, về cứ ngóng cái xe không rồi cho thêm mấy triệu nữa là quất luôn nguyên cái set của RCS 17 này, tay new nè. Anh em sẽ hỏi mình là tại sao là đi cái tay 17, thì đơn giản là do là xe này đang đi con heo 4 bích lớn thì mình có thể đi được tay 15, mình có thể đi được tay 17, nhưng mà cái tay 17 mình sẽ ăn gian được một cái là khi nào mai mốt anh em đổi một option xe lớn hơn đi hai heo các bạn sử dụng tay 17 giống được, nhưng mà cái tay 15 hay mỗi các bạn đổi option đi hai con heo lớn hơn thì các bạn sẽ không có đi được tay 15, nó sẽ không đủ lực. Như cái tay 17 các bạn có thể canh dầu cho nó vừa đủ tới thì nó vẫn im, nhưng mà cái tay 15 á, vô cái con heo 4 bít này nó sẽ im, nhưng mà mai mốt anh em lên cái hai con heo
là cái tai 15 nó sẽ không đáp ứng đủ cái lượng dầu đi để đẩy cái bốn cái tầm của con heo ra ha. Thì cái này nêu khoảng tầm là 5.8 triệu, 5.9 triệu cho cái cùm RCS đó nè, là full hợp, full công tắc rồi hết luôn ha. Cặp bảo vệ tay thắng mình đang sử dụng là bọc bảo vệ tay thắng này là phay thôi nè, này là ấy bằng nhôm nhưng mà sơn tĩnh điện, chỉ có khúc hai bên đây là bằng nhôm anode đen. Cái này là một cặp này lên quanh nó khoảng tầm 3.5 triệu, 4 triệu gì đó. Phục sau anh trai đang sử dụng cái phục Racing Boy. Thì cái này mấy bạn cây Racing Boy nha, nhưng mà mình mod lại một cái tem của Ni Trong. Đúng ra cái này mà đi mài bằng luôn là người ta nhìn, nhiều người ngáo ngáo người ta nhìn ta không biết luôn các bạn. Không. Nếu mà nói về Racing Boy với lại ISS thì mình đánh giá cao Racing Boy nó hơn ISS một nhịp. ISS mấy bạn nhìn thấy kiểu dáng đồ các thứ mình cảm thấy nó sang hơn tí xíu, nhưng mà cái lượng ISS mà bán ra thị trường á 10 cây thì nó lăn quanh nó khoảng tầm có 3 cây nó sẽ bị xì dầu. Và hồi trước mình bán Racing Boy rất nhiều, bán ISS rất nhiều nè, nhưng mà cái chiến dịch đi bảo hành đồ này nó cực quá, đâm ra bây giờ trừ khi khách nào mà người ta mới ISS lắm thì mình mới qua bên đại lý mình mua về. Còn chiến dịch bảo hành bên con đại lý sao thì mình vẫn bảo hành anh em vậy thôi, nhưng mà cái chuyện mà đi bảo hành nó là biến quá nên là mình ấy. Còn Racing Boy thì cái hiện trạng mà nó bị xì dầu hoặc là cái chính sách nó 1:1 nó ngon bằng trình nào hơn, nên là mấy anh em nào mà chơi mà gọi là thích ngon bổ rẻ thì mình vẫn ủng hộ thằng Racing Boy cao hơn thằng ISS một nhiều. Thằng này do mấy bạn lên cùm côn cùm thắng rồi nên là tất cả những cùm côn cùm thắng mà cùm đồ chơi mấy bạn sẽ không có được cái chân kính. Mà cái xe này á, muốn gắn được cái chân kính lên trên cái cùm côn cùm thắng nó cực kỳ chua, nên là mình sử dụng hai cái khớp rời. Đây các bạn có thể thấy được hai cái khớp rời giống như mấy xe đó xích á. À, có hai cái khớp trong ngoài luôn để mình bắt ra đây, rồi mình làm một cái bách nhôm để bắt lên được ba cái lằn xe cấu ở trên đây, bao gồm chân đèn, bao gồm chân kính đồ hết luôn, chứ không có bắt vô trong cái bát của thằng RCS. Vậy nó rất là hẹp anh em, nó hẹp lắm, mình không có thể bắt nguyên cái cầm này được. Nó làm nó mỏng quá thì nguyên cái dàn này nó nặng quá, mấy bạn đi thời gian nó rung, nó không có đủ chắc cú, nên là nó dễ bị rần, nó rè, nhiều khi đang đi nửa chừng, nhiều khi đi tour xa rồi nó gãy luôn. Rồi alo anh Hùng ơi, anh làm vậy là chết doanh nghiệp rồi, là chửi tết chửi luôn là chết anh luôn, phải không? Ăn không có nhiều tiền hết mà ăn no nghe điện thoại khách chửi không là chết nữa. Rồi. Còn cùm ga là đang sử dụng là cùm ga Domino đen hay ga dưới. Thì cái đen hay ga dưới nó sẽ rẻ hơn đen màu đồng rất nhiều. Thằng màu đen thì nó khoảng tầm 1.8 triệu thôi nè. Còn cái hàng màu đồng nó tới 2.1 triệu. Do vấn đề tại sao mà màu đồng mất hơn? Màu đồng với màu đen là y chang nhau không khác gì hết. Nhưng mà chẳng qua do màu đồng là người ta gắn vô nó hợp nhãn nhiều, người ta chơi nhiều. Mấy bạn trên thị trường mấy bạn cứ nghĩ đơn giản là cái nào mà nhu cầu người ta nhiều cái đó giật giá nó sẽ leo thang, người ta không ép các bạn mua. Thí dụ màu đen nó có giá vậy, màu đồng có giá vậy, mấy bạn thích mua cái nào thì mua, phải không? Còn đồ vẫn là của người ta, tiền vẫn là của mình. Còn không thôi mình muốn tiết kiệm nữa mình cứ mua màu đen nhìn sơn là màu đồng, không hết đơn giản. Một cái cùm đó thì mình đang sử dụng lại hai cái dây ga zin nha nè. Đây này mình đang sử dụng lại hai dây ga zin chứ không phải là hai cái dây ga đồ chơi co zin luôn. Nhưng mà bắt vô muốn cứng cáp thì mình chế một cái bát nữa để chịu trong đây nữa, chứ bên đây thì zin của nó là nó không có chỗ chịu cái dây ga hồi. Dây này dây ga kéo nè, dây này dây ga hồi. Nếu mà như xe mình thì mình bỏ luôn cọng dây ga luôn, mình xài một dây thôi cho nó nhẹ hơn nữa. Hiện tại bây giờ nó cũng nhẹ rồi. Riêng về cùm Domino mấy bạn phải biết gắn, biết set up dây ga, biết làm ABCD thì nó mới nhẹ được, chứ mấy bạn mà không biết gắn á là vô là nó nặng nha. À, vô là nó nặng chứ nó không có nhẹ. Xe này đang dán cái bộ tem là giống như mấy bạn nhìn nó sẽ giống nhất là những cái con xe BMW S1000R 2019 cộng. Thì cái form này là cái màu tem với lại cái cách phối tem này là giống nhất những cái con mà có vô sát thủ rất là nhiều nhất. Cái mẫu tem này biết bao nhiêu chiếc dán à. Này bộ tem mới được dán lại full hết. Xe này gần như là để đi phượt là ok rồi nè. Xe này làm lại full nồi với lại vô lọc gió rồi các thứ rồi. Cái nồi đi nó cũng mướt lắm. À, rồi
cái con xe này sơ sơ các bạn thấy vậy thôi chứ ngốn ngốn cho chủ xe cũng đâu đó nó khoảng tầm 2 mấy triệu á, nhìn vậy thôi chứ nó cũng 2 mấy triệu. Nhiều anh em kêu đâu 2 mấy triệu chỗ nào đâu, nếu mà tính mà gọi là xét hãng bị trâu nó phải rơi vào 30 triệu, mà trong đó là nhìn không thấy cái gì mà nó rú ra được 30 triệu rồi, đúng không? Một cái con xe các bạn setup, các bạn phải lấy giấy bút, các bạn ghi ra từng món từng món từng món, kể cả đơn giản một cái con ốc titan này nó cũng là tiền, nó cũng hết vài chục rồi, mà 10 con nó hết vài trăm, ví dụ vậy. Một cái chân kính nó cũng là tiền, không như hai cái chân kính mình giá hai bên nó cũng hết mấy sành, ví dụ vậy. Các bạn phải cộng ra chứ giờ mà nhiều anh em mà dọn xe mà phải 30 triệu phải nhìn vô thấy được 30 triệu không có. Dọn xe nó có nhiều cái khuất mặt khuất ngoài mình không biết được nữa ha. Rồi. Cái đầu đèn là mình có làm cho anh trai người Thăm Arum, đó là một cái đầu mi i8 mở được cái chiếu mấy bạn. Nó nhìn giống như là trong bay vậy. Mình tắt lại nha. Mở lên nè. Rồi. Với lại một cái bộ chống trộm Hyperdome. Cái đó thì cái nguyên tắc nó chống trộm như thế nào nó cũng giống như ba cái smart key vậy em. Nó như này cái xi nhan nè. Chuyển không? Đó xi nhan bên phải nè. Đó. Xong. Với lại một cái mà công năng chị trên con xe này đó là anh trai cần có một cái bộ đèn mà một cái bộ kèn từ ảnh đi tour nhiều á. Tới đèn xanh nổ mà cái kèn zin của AB người ta bóp nó không nghe. Với số tiền khoảng tầm vài trăm ngàn mấy bạn sẽ sở hữu được một cái cặp kèn gọi là ngon lành cành đào. Trời ơi. Không. Kèn này là kèn của Camry anh em. Nãy giờ mở mic chưa ta? Này bấm rồi, rồi rồi mở rồi. À. Này là kèn của Camry. Cái này nó sẽ có hai dòng. Một dòng là nó sẽ xài một rắc, một dòng nó sẽ xài hai rắc. Các bạn sẽ mua cái loại mà hai rắc kia mức nó sẽ rẻ hơn. Các bạn mua loại một rắc á thì nó tới 8-9 ngàn cặp được. Còn bạn mua loại hai rắc nó khoảng tầm 5 xị thôi. Về vô là tới một chuyện luôn. Cái này hả lâu hơn lắm. Mình gắn biết bao nhiêu chiếc rồi mà tới giờ cũng chưa hơn. Kèn nó có con đực con cái nha anh em. Đèn kèn á là nó có cái đực con đực con cái. Các bạn gắn một ví dụ một cặp các bạn gắn một cái thôi nó nghe cái tiếng. Nó gắn vô nó nghe cái tiếng bè 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 nó khác, nó khác liền. Các bạn gắn vô một cặp á là nghe tiếng khác. Gắn vô một cái là nghe cái tiếng nó khác. Rồi. Sơ sơ các bạn cứ tính sơ sơ giúp mình coi cái giá mình ra cho mình bấm coi đúng không? Đó. Cùng con cùng thắng giá đỡ điện thoại, cặp khiến, cặp đèn rồi chắn gió, dĩa, heo, bát xin si, cặp phục. Giá một thêm khoảng tính vô đi. Giá một thêm tính vô mất cười lắm. Đó. Rồi bao tay, cùm tăng. Tính lên giới mình ơi 3 triệu là mèo ha. Rồi ok.